Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã đến với thách thức 28 ngày nâng cao vùng thể dục thể dáng, tăng sức đề kháng trong mùa dịch và đẩy lùi Covid. Hôm nay đã là ngày số 8 và ngày số 8 chúng ta sẽ có sự chuyển biến và thay đổi một chút xíu khi mà kết hợp vào 14 ngày thách thức là giảm mỡ bụng dưới. Và các chị tham gia cái chương trình nâng cao này thì bắt buộc phải thêm cái thách thức giảm mỡ bụng dưới để cho cái vùng bụng của mình nó được săn chắc và nó gọn hơn. Thì chúng ta sẽ không có 20-25 phút khởi động như ban đầu nữa, mà chúng ta sẽ vào luôn, chúng ta sẽ tập luôn cái bài thể dục thể dáng khoảng 30 phút. Và sau khi tập cái bài thể dục thể dáng xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái giảm mỡ bụng dưới thêm khoảng 20-25 phút nữa. Tại vì khi mà tập thể dục thể dáng xong, tất cả các cơ đều nóng ra mà cái người của mình nó khởi động được một cách mạnh hết tất cả các tố cơ. Ví dụ như là sẽ có những cái phần lượng bụng thì nó sẽ giã ra hết những cái phần mô, những phần tế bào ở đây, thì khi mà mình siết cái bụng dưới vô nó sẽ chắc hơn và hiệu quả hơn. Và bây giờ chúng ta hãy vào bài tập với nhạc nha. Xe đã phách cách tôi vẫn chưa quen, đường thì tôi chơi bời còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến như đã thôi hẹn, chờ chờ gió heo mây vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Nhớ thương ngạnh nhìn em thoáng qua, hạ ơi đừng trôi mãi mặc kệ em với tôi đi về. Mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Sang trong cho mình trôi, rồi ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói. Mãi sao để cho anh ngóng em đi về, khoảnh khắc tôi chưa nên cầu, hàng mi ướt run run buông dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo trên con đường tôi đi với em. Dù phía trước có mưa rào, trên đường hơi ta sẽ qua, chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày thơ đầu, được số dành em khi em buồn, đừng chờ em đưa em về từng ngày.
it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know, know the pain, you know the day bleeds into nightfall. Tu m'as promis.
là khoảng cách tụi mình rất xa xôi, rất xa xôi. Em từng mơ ước một lần được mặc chiếc áo ngọc ngà, cả nhà anh hoa trắng ngồi tụi mình chung đôi. Tình yêu rất xa, nên nó lẽ mắn đó. Em cố nắm chặt tay, không cho đôi môi em thốt lên hai từ thứ tha. Dù đường em đi, còn gặp nhiều giông bão, em không thể đứng ngã. Baby, don't make me cry. Xin anh đừng nói, em xin anh đừng nói ngàn lời lúc ấy đã bóp nát trái tim em vỡ tan. Môi hôn này, đó cũng chỉ như làn gió để dành cho ai khi yêu thương em vẫn trao đớn đây. Xin anh đừng lỡ. Oh,
Còn riêng với các chị nâng cao thì mình đã tập nâng cao thì mong là cái vóc dáng của mình nó khỏe hơn, ít mỡ hơn, rồi thon gọn hơn, thì các chị hãy cố gắng nha. Và chúng ta sẽ không có tập cái phần khởi động mà chúng ta sẽ chừa sức lại để cho chúng ta chuyển sang cái phần giảm mỡ bụng dưới. Thì những cái phần giảm mỡ bụng dưới nó sẽ thiên về những cái bài workout, những cái bài tập mà có thể là nó hơi thiên về gym một chút xíu, có nghĩa là nó phải siết cơ, phải gồng cơ nhiều hơn. Và khi mà chúng ta tập mà các động tác lượng bụng á, thì nó sẽ giã cơ ra, nó nhả cái phần mỡ bụng của mình ra, nó giã cho nó mềm ra. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu siết lại. Và các chị hãy chuyển sang video để siết cơ bụng dưới nha. Và hẹn gặp lại các chị vào video số 9. Bye bye.